vực cầu Già Viên. Dạ, em vừa xin chào tất cả mọi người. Lúc này là 5 giờ hơn sáng sớm ngày 10 tháng 4 2022 đây mọi người. Em vừa đang có mặt tại mũi cầu Già Viên. À, sáng nay là cũng là ngày dỗ tổ Hùng Vương. À, ngày sáng sớm ra đường mà cũng rất là nhộn nhịp. Về Huế sáng nay có cái giải marathon. Dạ. Rồi rất là nhiều vận động viên về tham gia tham dự. Và lễ thì được khai mạc tối hôm qua. Dạ. Và sáng nay em vui đưa mọi người đi thăm Huế buổi sáng. Và ngang qua những nơi có sự kiện. Dạ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành với em vui. Đường thì được chặn một bên. Rồi mới hơn 5 giờ sáng bà con ra đường cũng nhiều. Có lẽ là những người đi làm đi buôn sớm mọi người. Dạ. Ta ngang qua ga Huế. Và buổi sáng thì rất là nhiều người đi thể dục đập xe đạp. Dạ. Đã diễn ra chưa mà hình như là à, sự kiện của giải marathon thì để xuất phát cũng là tại khu vực Đại Nội mọi người. Dạ. Yeah. Nó đường chạy thì để ngắn đây nè. Bà con đi thể dục một sáng tinh mơ. Tại công viên trước mặt Bế Quốc Học rất là nhiều người đến đây tập thể dục và những bài nhảy và những cái điệu nhảy thể dục. Đông đúc luôn, trời nắng lên thì bà con cũng có một cái sân để thể dục khỏe mạnh hàng ngày. Yeah. Thể dục khỏe mạnh. Tại khu vực đài Phú Lực cùng với mọi người cũng là những nhóm tập thể dục khỏe mạnh. Yeah. Rất đông người.
rồi cũng được, thì hôm nay cũng được nhưng là và là tiết mục nhạc nước cũng được mở ra có lẽ trong ngày lễ. Dạ. Đi thể dục xong là ở nơi để selfie luôn. Trước mặt ủy ban. Dạ. Buổi sáng nhộn nhịp rộn ràng. Và là cũng là những ngày nghỉ lễ, chuỗi ngày lễ nằm trong dịp cuối tuần này, bà con thông thả đi chơi hay đi đâu thì cũng không có vội vàng, để tập thể dục cũng vậy, ở đây cũng vậy. Trên công viên bây giờ rất là nhiều nhóm, nhiều người tham gia những cái môn bài thể dục và khỏe mạnh đây mọi người, rất là đông luôn. Như vậy là đi một đoàn ngắn mà có ba đoàn, có vài trăm người tập những cái môn thể dục theo nhạc. Yeah. Đây là mũi câu Phú Xuân. Bà con cũng đi buôn đi bán làm ăn trên đường đông. Rồi nói chung chủ yếu là cũng là những người tập thể dục buổi sáng xe đạp. Dạ. Bên cạnh giải đua marathon nữa. Dạ, sáng sớm nay mà không mệt mấy giờ bắt đầu chạy thì nói chung bắt gặp hình ảnh thì em vui sẽ ghi hình ở bên dưới cầu Gò Lim mọi người. Người dân đi bộ rất là nhiều này, tập thể dục. Yeah. Dòng sông sáng nay, con sông sau những ngày mưa thì bây giờ cũng trống lưng rồi, nặng nối trở lại đi, con được cũng trống lưng lại rồi mọi người. Yeah. Chân trống trở lại và nặng nối lên thì mùa du lịch Huế cũng bắt đầu rộn ràng. Yeah. Với khách du lịch sẽ đến Huế trong dịp lễ này nữa. Và Huế thì năm nay có festival có tên gọi là bốn mùa. Thì các cái lễ hội diễn ra thường năm truyền thống đó bây giờ cũng gắn liền với festival. Và năm nay ban tổ chức festival làm những cái lễ đón rước này nọ đồ của những cái lễ hội truyền thống để nhằm vào tôn vinh lễ lược truyền thống của Huế mà đưa vào festival đó mọi người, thì làm rất là quy mô lớn. Yeah. Đây là đường đua marathon này, đó là giải đua chuẩn bị xuất phát. Yeah. Ta đang vừa ngang qua cầu Phú Xuân. Yeah. Bến xe Nguyễn Hoàng rất là đông xe của có thể là của những vận động viên. Yeah. Wow, xe cổ rất là đông. Chẳng rồi. Chẳng rồi. Đường đua là bắt đầu từ trong cửa ngắn trong nội thành chạy ra. Yeah, xe đến đây thì có thể đi vòng lại thì vậy thôi. Yeah. Đó, trước mặt cục cửa Phú Văn Lâu đây, em vui sẽ ghi hình ở đây một đoạn để mọi người thăm nhé. Thành phố Huế có một buổi sáng sớm rất là nhộn nhịp và giải đua thì bắt đầu
chạy từ 3 giờ sáng, nhiều nội dung. Và đây đường đi vào nội thành đường ngắn, nhiều nội dung, còn 2-3 nội dung chi nè mọi người. Cái đường cũng được dặn lại để làm đường đua một bên đường. Mọi người đi vào đường Phượng Ngăn, đi vòng với đường Huỳnh Thúc Kháng. Trên công viên rất là nhiều người đi thể dục sẵn. Sáng nay bà con có một phen đi băng và đi, ai cũng đi vào phía công viên nhường đường cho giải marathon và ngay công viên Tân Bạc. Đường được chặn lại và đi những đường đơn khác. Đây giải đua đang nè, còn mấy nội dung nữa. Làm hết thôn ấy, đời đời họ chạy xong rồi đi Việt Tống ạ. Xe chạy vô nơi vận động viên chạy luôn. Không biết chẳng mà chẳng sống rồi. Rất là đông luôn đó, gia đình trẻ em và chị người đó cùng đưa đi tham gia lễ chạy bộ sáng nay. Rất là phức tạp, bà con cũng luôn đi buôn đi bán vì đang biệt người ta chạy liều để người gặp mấy kia. Rất là đông luôn, tại cửa Thư Tử đang mọi người thấy trong người chạy bộ đang chạy ra rất là đông người. Vận động viên ta trộn về người dân đi buôn đi bán buổi sáng. Cơ hội gặp vận động viên về tham dự thì cũng đông nghiệp vậy à, tham quan du lịch Huế luôn. Huế cũng là cái người dân Huế nhìn nơi thực ăn hôm nay nó đây cũng có cơ hội để làm ăn kinh tế đây mọi người. Ít lắm người ta cũng về chơi được vài ngày, cơ hội tham dự lễ hội xong là lại chơi về vài ngày luôn nha. Rất là đông người sáng nay tham gia chạy, hiện vừa đang đi ngược lại với dòng người chạy marathon cái cổng cửa Thường Tự.
Hàng ngàn người, vài ngàn người. Cho em đừng để em ghi hình. Đừng quên cục chạy mà chạy ngược. Cố lên, cố lên. Rất là đông luôn. Ta đang tiến vào khu vực Đài Nội. Chạy mạnh lên chị ơi. Trên đường thì có nhiều cái điểm tiếp xúc như là nước, cái cây như là túi để các vận động viên có thể giải khát rồi giải mệt. Cố lên, cố lên. Trời ơi, nhiều người, rất là nhiều người luôn mọi người. Nhiều người đi ngược mà thấy quá trời vận động viên luôn. À, này cái đường chạy này là từ phía cực mặt Đài Nội chạy vòng ra. Các kiểu luôn. Nơi tiếp sức nước uống và những đồi chỗ đồng áo dài ba ba là chị tham dự trên đường hẹn mọi người. Rất là đông luôn. Ngay đường 23 tháng 8 và trước mặt Đài Nội đây. Đường đua rất là đẹp luôn. Công viên thì cũng có mọi người đang thể dục hòa cùng với dòng người. Đường đua đoàn thí điểm, đoàn thí điểm rồi vòng ra 23 tháng 8. Rồi chạy về cao Trường Tiên. Thưa thật người là cái dòng người. Cuối cùng những người chạy cuối cùng của đường đua này. Và dẫn đầu thì có lẽ đã vòng qua cầu Trường Tiên, chạy đến đường Lê Lợi rồi đó mọi người. Đó, tấn thủ vừa chạy vừa đi chơi vừa chụp hình, ghi hình kỷ niệm. Đây là đi chạy du lịch, chạy để vừa chạy vừa thư giãn.
khi nào mệt dừng lại selfie. Đó, thì lại vẽ con chú chạy hết. Đây có những đường đua cái cành này nó rất là đẹp luôn. Đây là đoàn thủy điện đây mọi người. Không thể có thể qua được. Điểm chụp hình đây chính là ảnh bình minh, cho nên ai cũng tranh thủ. Đó, bình minh ngay kia trong cửa sổ tử. Dạ, và đây là những hình ảnh sáng hôm nay em vui đưa mọi người thăm Huế vào một buổi sớm của ngày lễ cũng như ngày cuối tuần. Hy vọng mọi người cũng thấy thú vị và biết thêm về ngày hôm nay, ngày cuối tuần có cái lễ hội sáng sớm như thế nào. Dạ. Rồi, cho em vui tạm dừng video nha mọi người. Và gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Yeah. Rồi, em xin chúc tất cả mọi người luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Khỏe mạnh giống như các vận động viên. Yeah.